Chào mừng mọi người đã đến với bản tin bất động sản được phát sóng mỗi ngày trên kênh Nam Review. Hãy cùng mình điểm lại những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay nhé. Thưa quý vị, chiều ngày 6 tháng 5, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Cụ thể, ngày 6 tháng 5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội đưa hối lộ đối với Nguyễn Thị Tường Vi, sinh năm 1980, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Đầu tư ATA Việt Nam. Nguyễn Thị Dung Hạnh, sinh năm 1972, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn G Việt Nam 19. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, các quyết định và lệnh nêu trên đã được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thi hành. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Trước đó, ngày 25 tháng 3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đưa hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Đồng thời, cơ quan này cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Diệu Mơ, sinh năm 1980, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Du lịch và Dịch vụ Hàng không An Bình, về tội đưa hối lộ theo quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự. Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều ngày 4 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong vụ án nhận hối lộ của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, cơ quan điều tra khẳng định có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi. Theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, tiếp tục làm việc với một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương liên quan để làm rõ bản chất vụ việc. Cơ quan công an đề nghị các cá nhân, tổ chức hợp tác với cơ quan điều tra hoặc nếu có thông tin, tài liệu liên quan thì chủ động cung cấp cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để sớm kết thúc vụ việc.